Banana Cotta bán 15.000 hũ mà đi giao bằng xe hơi là bán gì đam mê hả ta? Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho. Clip này tôi quay cũng lâu rồi tại vì báo nhỏ ở nhà sắp đi học cho nên mới order mấy hũ Banana Cotta giao về. Bạn này thì bán ở chợ gạo á mọi người, nhưng mà chủ yếu bán online, vẫn có giao ở trên Mỹ Tho. Thì có hai loại, một loại hũ nhỏ là 15 cành, còn hũ lớn như vậy là 35, mà combo 3 hũ lớn thì 100, có tới 10 vị lận nha. Có dâu, kiwi, bơ, xoài, vải, đào, Oreo, Việt Quốc, dưa lưới, chanh dây. Hôm tôi đặt á thì là bị hết bơ, cho nên là tôi chỉ thưởng thức được 9 vị thôi. Cốt bánh béo nhẹ, không có ngọt quá. Để cân bằng lại thì mình ăn chung với sốt. Điểm bên trên nó là trái cây nhìn tươi rói à, ấy thì chắc tầm 2 trái. Còn đào thì cắt miếng cũng to nè. Ở trong cái vị chanh dây thì bạn có để thêm vài lát nho xanh. Còn cái hũ xanh xanh này là dưa lưới cắt hạt lựu. Banana Cotta khi ăn kèm sốt đó thì nó sẽ hài hòa luôn. Tuy nhiên là vị Oreo thì nó hơi nhạt, tại vì chỉ sử dụng cái phần vỏ bánh rồi có cái lớp sô cô la ở giữa thôi. À quên một chi tiết quan trọng là sẽ có cái kẹo hình cái bông hoa cúc trắng. Nhìn cũng dễ thương ghê, nếu mấy bà muốn đặt á thì tôi để thông tin của bạn đó ở đây nha.